Ok, thì hôm nay mình sẽ nói với bạn một điều thật lòng như thế này. Đó chính là mình sẽ từ bỏ Blockfruit. Bởi vì mình đã không thể nào đợi được cái update này nữa rồi. Tạm biệt Blockfruit nha. À, thật ra thì mình đùa. Tạm biệt trong ngày hôm nay thôi. Bởi vì mình sẽ chơi Anime Vanguard. Một tựa game mà các bạn đã kêu mình chơi khá là nhiều với 310.000 người đang chơi. What the... Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Blockfruit cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ok, để mình vô thử game này xem có gì nha. Mình nghĩ đây cũng chỉ là một cái game Tower Defense như bình thường thôi đúng không? Và đương nhiên việc đầu tiên chúng ta cần làm phải... Ôi, what the fuck Vedak? Level 1 mà có Naruto, Sasuke. Hai con mít còi em quay phát là ra luôn hai con á. Vậy thì việc đầu tiên mình nên làm đó chính là sẽ nhập code nha. Đầu tiên sẽ là code TikTok 50k. Let's go. Và một cái code nữa đó chính là Ross 10k. Chuẩn không? Yes, 1000 gem. Và cũng như là cái code update mới Slayer, Demon Slayer nha. Slay. Rồi, và một cái code để xin lỗi update muộn, Lay update sorry. Và 1000 gem nữa. Ê, tính ra game này cho nhiều code dữ ta. Mình được 3000 gem rồi nè, để quay thử đây. Để coi, ui, banner hiện tại là con Akezo và Song Jin Woo. Bro, lâu lắm mới có cảm giác gacha lại nha. Để thử 2-3 phát. Ui, ra Legendary đúng rồi. Không biết là mình có thể quay ra được con Mythic nào hay không đây. Làm ơn Mythical đi. Ui, hai con Legendary mà không có Mythical rồi. Speedwagon nè, con này là con farm tiền đầu tiên trong game đúng không? Rồi, mình không có Mythical rồi. Từ nha các bạn, để mình nhập code Mythic Unit YouTuber. Ok, let's go. Here we go. Chúng ta đã sở hữu được con Sasuke. Ui, phiên bản Golden luôn nè, what the fuck. Em coi con anh nó mạ vàng nè ba. Có sẵn luôn hả? Nhưng mà game này có tới hai con Sasuke lận, để anh đem theo mấy con này thử rồi. Ui, Luffy nè. Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một đấng hải quân. Anh thích mấy con này hơn. Để anh đem mấy con nhân vật chính vô coi nó có mạnh thật sự hay không nha. Ủa rồi đi chứ nè, what the fuck. Ồ, đây rồi. Má khờ quá, không biết chơi. Let's go, chúng ta sẽ cùng nhau đi thử cái màn đầu tiên trong game này luôn nha. Ok. Ui, đẹp quá vậy. What the fuck. Island Soldier. Wow, để mình test thử Sasuke phiên bản thường nha. Ồ, quá độn, có hiệu ứng lửa nữa. Làm sao các bạn biết được sức mạnh này đúng không? Bình thường mình nghĩ các bạn sẽ không thèm bỏ cái này vô tem đâu. Và tiếp theo sẽ là Luffy, vua hay tặc tương lai. Nhưng mà sao mày yếu vậy mày? Nhưng mà coi bộ con Luffy này nó sẽ mạnh hơn con Sasuke một tí đúng không? Để mình nâng cấp con Luffy lên thử ơi. Wow, và yeah, nó đã có được chiêu mới. Đó là chiêu quýnh xa hơn. What the fuck. Max level của Luffy rồi. Để xem coi lần này có chiêu mới không nha. Thật sự là không có chiêu gì mới luôn hả Luffy? Mày làm thất vọng vậy. Mong là Sasuke nó sẽ bù đắp lại lỗi lầm của Luffy gây ra nha. Let's go, Max level Sasuke. Và quả độn nó sẽ được tăng tầm đánh. Ui, em làm gì đây Phú? Đang xây nhà máy để xíu cho anh thấy những con huyết cổ của em. Em làm gì là ô nhiễm môi trường đó em biết không vậy? Thôi được rồi, để anh đặt con Sasuke phiên bản Golden của anh ra thử xem sao nha. Ôi sao nó cùi quá vậy? Anh thấy nó còn yếu hơn con Luffy luôn á. Ồ, nó đổi sang chiêu nhảy tịnh cao xuống nè. Quýnh lâu vậy. Luffy nãy giờ diễn hết mấy đám quái luôn đó. Nó đứng nó đợi lâu vậy trưởng mà. Thì ra là Mythical đi, mấy cái map đầu tiên này có thể yếu hơn mấy con Luffy luôn nha các bạn. Xem nó quýnh kìa. Lọt luôn rồi. Rồi, mong là cái chiêu Onyx Chidori gì của nó sẽ thật sự mạnh nha. Sắp có chiêu mới rồi nè. Ok, let's go. Quay tiếp theo và nâng cấp lên chiêu mới. Bùm. Ồ, oh, Amaterasu các bạn ơi. Ngầu vãi. Nhưng mà sao hiệu ứng nó vẫn y chang vậy ta. Bộ cái game này chỉ là một cái animation thôi hả các bạn. Nè bro, mình nghĩ là con Luffy này vẫn là mạnh nhất nha. Chứ sao con Sasuke phiên bản bá đạo Mythical này không biết quýnh chừng nào mới xong. Ai, mình cảm thấy game này dễ các bạn ơi. Còn thử thách nào khó hơn cho mình không vậy? Ấy dạ, mối nguy hiểm khủng lồ đang đến. Vậy nguy hiểm gì đâu, không thấy gì đâu. Anh vẫn chưa thấy thật sự nguy hiểm nha. Chỉ là mấy con quái quèn thôi mà. Giết nó đi Luffy. Ui, Vegito. Ủa, Vegeta. Sao game mới đặt tên kỳ kỳ vậy ta? Đâu rồi, Vegeta đâu? Wow, con Vegeta nó sẽ bự hơn những quái thường. Mình sẽ nâng cấp con Sasuke lên nha các bạn. Quất nó. Mày. Rồi xong, anh nói Luffy mạnh lắm, coi Luffy giết boss luôn nè. Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện. 40 máu, what the fuck Luffy. Bro, Luffy. Yes. Yeah. Và mình cảm thấy cái game này quá dễ nên mình sẽ chuyển đội hình một tí nha. Mình cũng không biết con này là ai nữa nhưng mà nhìn ngầu quá nên mình sẽ đeo theo nha. Và Gon, một con nhân vật mình khá là thích. Ồ, oh, Itachi nè, đam cao mà còn quýnh nhanh nữa, ghê vậy. Hiện tại thì mình đã đi được tới màn thứ hai rồi nha. Ui, mấy con này mắc tiền tới mức mà giờ anh không đặt ra được luôn rồi, giờ sao? No way, mấy con này đã đi vô kìa. Đặt tướng đi là anh, làm gì vậy? Đặt con nào vậy ta? Gon hay là... Ui, Itachi, 888 tiền hả? What the fuck, đẹp quá vậy. Đặt Itachi trước đây. Số đẹp mình thích đó các bạn ơi. Wow, chữ nó bùm. Còn con Takaruda này thì sao ta? Ủa sao con này không có tầm đánh? Ủa con này nó farm tiền mà. Vãi chữ mình bị lừa các bạn ơi.
Được rồi, mình sẽ chịu hồi con Gon. Mày hả bưởi? Ê, sao lọt vậy? Không sao đâu, con nó vô chứ không chết nhà đâu bơi, con châm máng mà bỏ đi. Bây giờ mình sẽ nâng con Gon lên level hay Itachi ta. Thôi nâng con Itachi đi các bạn ơi, con này nhìn ngu ngu chứ mất công lọt lắm. Con Gon này thì nó sẽ có một cái kỹ năng đặc biệt, đó chính là sau 6 đòn đánh sẽ có thể tăng lên 100% né. Ủa là sao? Là kiểu nó né chiêu mấy con quái hả? Có thấy ai quýnh nó giờ? Ui có chiêu mới cơ. Ui có chiêu mới con Gon nè, Paper. Đây Paper, nâng lên chiêu Paper. Ê sao mấy con này bị cái là cái animation nó giống nhau với ta. Nâng lên chiêu mới thấy xài cũng vậy à. Mong là chiêu tiếp theo của con Gon có thể làm mình hãnh diện tí nha. Ui sao còn 36 máu vậy? Nãy anh kêu bỏ để cho nó đông vô nhà. Trời, nó chơi mà để làm thiệt, không có trách nhiệm hết chứ. Đợi con farm tiền đặt được có con Phúc ơi. 4000 tiền và nâng cấp con Gon lên level max, không có chiêu mới. What? Mình bị con Gon nó lừa rồi, nó có chiêu mới. Mong là cái chiêu quả cầu lửa con Itachi nó có thể thay đổi một số. U, thật sự thay đổi nè. Nó sẽ chuyển sang dạng AoE hình nón nha. Mình thích cái AoE này. Nhưng mà mình nghĩ mấy cái round này còn khá là dễ á, kiểu mình vẫn có thể đép một mình được á, hiểu không? Ủa bật auto skip ở đâu vậy? Nãy giờ anh cứ đây. Nãy giờ cứ skip bằng tay nhìn nó kỳ kỳ chứ. Đây rồi, một mối hiểm họa lớn sắp tới. Để xem con boss ở vòng thứ hai là ai đây. Anh đoán nha, Goku đúng không? Em nghĩ là Frieza. Có khi là Naruto quá Phúc. Không phải, MB hay sao đó. Đây, mẹ em hả? ui Lord Frieza. Doria là con gì vậy ta? Nè bro, con này nhìn có vẻ yếu quá vậy. 4000 máu rồi hả? Chắc xong mấy con quái rồi, nó chết luôn quá. Kiểu anh quá mạnh luôn rồi đó. Trời ơi, tưởng mạnh cỡ nào, ai ngờ. Bro, easy quá vậy. Yes sir, vậy là tụi mình lại tiếp tục giành chiến thắng rồi. Và quan trọng nhất ở video này đó chính là Bloodfoot là Mohigamax trái Dragon Reward đi. Còn anime Vanguard thì mình cảm thấy là cũng khá là hay, nhưng mà nó giống anime Adventure các bạn ơi. Một tựa game mà mình đã cài level 200 mấy. Nên là nếu như video đạt được 5000 like thì mình sẽ tiếp tục chơi anime Vanguard cho tới khi nào ra được tất cả con số rạc trong game này. Còn bây giờ thì bye bye.